chúng ta sẽ dành thời gian để gặp gỡ Grady, là Đoàn Thế Lân, là cựu thành viên của nhóm ST3, xin lỗi, là cựu thành viên của nhóm Monster trực thuộc công ty ST319. Thì ngày hôm nay Grady cũng đã đến rất là sớm và chờ đợi nãy giờ để có thể được trò chuyện cùng với các thính giả. Thật ra là chủ yếu là trò chuyện cùng với Thanh, với Thọ để mọi người hiểu thêm về bạn. Thì lời đầu tiên gửi lời chào đến Grady. Xin chào tất cả mọi người, em là Grady và ngày hôm nay rất là vui khi mà được có mặt ở VOH. Grady nhớ là cách đây cũng lâu rồi thì Grady cũng đã từng ở đây chung với Monster. Và bây giờ ở đây một mình cảm giác cũng lạ lạ nhưng mà giờ hy vọng là sẽ quen. Hồi đó đó, qua đây rất là nhiều người đó thì thấy, tức là mọi người nói có một hai câu thôi thì cũng chưa biết là Grady là người như thế nào, có hoạt bát hay không, rồi này nọ. Thọ nãy giờ quan sát thấy sao? Thấy rất là ít nói. thấy ít nói cho nên là cũng chưa biết nhiều về Grady. Em có thắc mắc, có tò mò gì không? Em biết gì về Grady rồi? Em cũng chỉ biết Grady thì từng là trong nhóm Monster và bạn vừa hát vừa sáng tác khá là nhiều bài. Từ thời Monster thì hình như em đã sáng tác được cũng một số bài cho nhóm đúng không? Thì những cái bài solo nữa. Và cũng từng thi Sing My Song và cũng gây được chú ý rất là nhiều. Thì bây giờ Kim Thanh thấy là khi mà bạn debut solo như thế này thì cũng thể hiện được, nói chung là chắc chắn sẽ phát huy được cái thế mạnh của Grady. Tính ra là chặng đường của Monster, Kim Thanh nhớ mấy năm rồi ta? Mấy năm rồi ha? Là cũng rất lâu rồi. Như là như từ 2013 đúng không? 2013 là cái chục năm, 15 gì á, 15 tầm 17 16 17. Nói chung 17. Là cũng khá là lâu. Rồi bây giờ mình lại bắt đầu một cái chặng đường mới một mình. Dạ. Bây giờ hỏi thử là cái chặng đường vừa qua đối với em thì như thế nào? Em có cảm thấy tiếc không? Giống như là thanh xuân của một con người thì cũng có một số năm thôi, nhưng mà mình cũng bị mất một số năm khá là đáng kể. Quãng đường vừa qua đối với lại em thì thực sự rất là đẹp. Tại vì em có một cái tuổi trẻ mà bây giờ thực ra em cũng còn trẻ nhưng mà gọi là tuổi nhỏ hơn cả từ trẻ nữa, là lúc đó em cũng được chơi hết mình với lại âm nhạc và có cái anh đồng hành với em trên cái con đường âm nhạc, thì thực sự là cái khoảng thời gian đó của em rất là đẹp. Có thăng, có trầm, có tất cả mọi thứ. Nhưng mà trong Monster đó thì với những gì mà mình đã trải qua thì thật lòng là Grady thấy mình đã học được cái gì với tư cách là một thành viên của một nhóm? Đầu tiên là em học được cách là chấp nhận là kiểu là mỗi người không ai hoàn hảo như ai cả. Không có một người nào là hoàn hảo hết tất cả mọi thứ. Thì cái lúc mà hoạt động ở trong nhóm thì năm người bọn em mỗi người mỗi cái thế mạnh riêng và có mỗi cái điểm yếu riêng, thì mọi người bổ trợ cho nhau, bù đắp lại cho nhau, tạo một cái bề ngoài rất là hoàn hảo. Có rất là nhiều khía cạnh mà em chưa biết đến, thì may là có các anh đã chỉ em rất là nhiều. Vậy thì bây giờ cái bước đường solo của mình á, trong cái giai đoạn này bản thân mình thấy là mình có bị chấp chới một cái gì đó không? Thực ra thì bất kỳ một cái sự thay đổi nào thì đối với em cũng có một cái cảm giác là hơi lo sợ đầu tiên. Thì khi mà cái chặng đường solo này thì tự dưng có rất là nhiều thứ nó ập đến với em, và lúc đó em mới biết được là mình đang đứng ở đâu và mình cần trau dồi cái điều gì, điều gì để mà tiếp tục đối mặt với những cái thử thách sắp tới. Tại vì khi mà ở một mình thì những cái vấn đề nó sinh ra rất là nhiều, không còn người đỡ cho nữa, thì mình biết được là khả năng ở hiện tại của mình đang ở đâu và cần phải tiếp tục phát huy cái gì nữa. Lúc đó mới biết được. Nhưng mà ở trong nhóm nhạc á, Kim Thanh nhớ Monster là cũng rất là nhiều người hoạt ngôn đúng không? Yeah. Thì Grady có thể là ít nói chút xíu cũng được, không có làm sao. Yeah. Vậy thì bây giờ làm sao nè? Thì bây giờ thì Grady đang học cách để mà
gọi là chia sẻ những cái tâm tư của mình ra ngoài một cách trọn vẹn nhất, là không có vấp, mặc dù vẫn còn hơi vấp, nhưng mà em sẽ cố gắng đưa ra bên ngoài một cách dễ hiểu nhất cho mọi người. Yeah. Ủa là tức là vốn là trước đó em nói chuyện khó hiểu lắm mà. Dạ kiểu thường thì em không biết cách để bày tỏ bên trong của mình ra bên ngoài như thế nào cho một người hiểu, cho nên là em hay viết nhạc. Tức là lúc trước thấy giao tiếp hơi khó thì mình sẽ viết bài để mình em bỏ bỏ cảm xúc của mình vào trong âm nhạc. Nhưng mà khi mà phía ST 319 á quyết định là sẽ dừng cái thanh xuân của mình star lại ở đó và đưa ra những cái kế hoạch solo, thì trong đó là em sẽ là gương mặt đầu tiên debut. Thì từ cái thông tin đó cho tới bây giờ là mình đã có cái sản phẩm đầu tiên mà chúng ta nghe lúc nãy rồi. Thì cái lúc em tiếp nhận thông tin thì em cảm thấy như thế nào? Em có chia sẻ với Aiden là vậy thì bây giờ em bắt đầu phải làm sao đây? Em đang bị thiếu gì? Hay là em có bị áp lực gì không? Cái mà em áp lực nhất đó là phải vượt qua chính bản thân của mình. Tại vì trước đây thật sự là trước đây em đã từng viết rất nhiều ca khúc và phải có một cái thời gian, có một cái thời gian em bắt đầu không có viết được gì nhiều nữa. Gọi là bị cảm thấy bí và gọi là không có trau dồi vào cho bản thân để mà ra thêm cái vốn từ để mà viết nữa, thì cái khoảng thời gian đó khó khăn nhất đối với em. Thì kiểu khi mà bắt đầu cái quãng đường solo này thì em bắt đầu tập viết lại. Bắt đầu gọi là hoạt động lại tay chân, rồi những cái khó khăn thì thực sự là cũng không có quá nhiều ạ. Tại vì em thì em nghĩ kiểu mình càng nghĩ thì cũng càng không làm được gì á, em nhào vào em tập luyện rồi. Thế là được. Trời, hôm nay ra cái sản phẩm mình thấy là cái sự ủng hộ cho cá nhân của mình á, fan ủng hộ cá nhân của mình á, mình có cảm thấy là vui vì mọi người vẫn ủng hộ rất là nhiều, hay là mình cảm thấy là ý chết có hơi hụt hẫng bởi vì so với Monster thì nó ít hơn hay không? Và thực sự là em rất là hạnh phúc luôn, tại vì cái bài hát em vừa phát hành là một trong những bài hát mà em rất là tâm huyết, làm rất là tâm huyết với nó. Và khi mà mọi người biết em sắp ra rồi, em nhận được cái sự phản hồi của mọi người là từ đó giờ mọi người vẫn đang rất là chờ đợi em, thì lúc đó em cảm thấy rất là vui. Và thật sự khi bài hát này ra mắt rồi, được nhận lại những cái điều đó từ mọi người, em cảm thấy xứng đáng. Nhưng mà mình sẽ xây dựng theo hình tượng như thế nào? Một chàng khuôn ngầu im nhưng mà hát rồi hay cái này cái kia, hay là một anh chàng hoạt ngôn tươi trẻ, hay là theo kiểu idol K-pop, hay là kiểu gì á? Em sẽ là một người sống hết mình với âm nhạc ạ. Ủa, cái đó thì ai cũng sống hết mình với âm nhạc nếu ai cũng đi theo nhạc. Hình tượng của em là như vậy luôn ạ. Nhưng mà ngôn ngữ của em là âm nhạc ạ. Nhưng mà vậy nó chung chung quá, tức là người ta nhìn sao để người ta phân biệt được Grady với những bạn khác nè? Khi mà em mở mồm em ra hát ạ, thì mọi người sẽ phân biệt được em là ai ạ. Kiểu bây giờ để mà cố gắng trở thành một người hoạt ngôn thì cũng không được, tại đó cũng không hẳn không phải là em. Mà im luôn thì cũng không phải là em. Em nghĩ là em sẽ nói vừa đủ thôi ạ. Nhưng mà kiểu là singer songwriter đúng không? Dạ vâng ạ. Tức là chỉ hát bài hát của mình thôi. Dạ vâng ạ. Thì thực sự là em vẫn có thể hát những bài hát của người khác cũng được, miễn là hay đối với em. Và em nghĩ là nếu mà mọi người muốn nghe giọng hát của mình thì em hoàn toàn vẫn có thể truyền tải giọng hát của mình đến nhiều hơn, không nhất thiết phải là bài nào. Nhưng mà vừa sáng tác vừa hát đó Thọ, trong cái thời buổi bây giờ nó rất là quan trọng, tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền mua bài hát, rồi tiền mua bài hát sản xuất âm nhạc thì rất là mắc luôn á. Nói đùa chút xíu thôi, chứ thật ra là singer songwriter thì cũng rất là thú vị. Thôi để bây giờ mọi người biết sơ chút xíu về Grady. Hồi nãy mình nghe bài hát vài câu nói có khiến người thay đổi đó. Thì là em hát với Tờ Linh là cái thứ nhất, cái thứ hai đó là bản audio ở trong phòng thu.
Dạ. Bây giờ mình hát live thử đi, có mang cây guitar sang đài mình live thử cho mọi người nghe cái. Live bài đấy à? Em muốn live bài gì cũng được. Và live bài gì cũng được. Ok, em sẽ tặng mọi người ca khúc mà em viết cách đây rất là lâu rồi. Ca khúc có tên là Sự Lấy Làm Gì. Ok. Có lý do nào khác nói cho anh nghe đi, vì dòng tin nhắn tôi qua thật vô lý. Chắc có ai đã khiến em mơ về nơi khác. Ừ thì đêm nay ta mới viết nhà. Oh no yeah, oh no, theo em thì ta vốn không hợp nhau. Người nào viết hết những giấc mơ giờ chôn dấu. Oh no yeah, oh no, thôi đưa hàng trăm lý do của em. Giờ thì đừng nói nữa hay bước đi thật xa. Mọi thứ cứ thế lướt theo một cơn gió. Một ngày mới có lẽ với em là mãi mãi. Bỏ hết quá khứ có nhau thật lâu, thật lâu. Vì mình không yêu nhau thì giữ lại làm gì. Là vì mình không yêu nhau thì giữ lại làm gì. Sao em còn đứng ngoài mưa, sao hôm nay không còn người ta đón đưa. Và dường như cảm giác đôi mắt em đã không như ngày xưa. Tin em một giây được không? No, không đâu, anh đã tin em mấy trăm lần. Vì từng cho đi hết rồi để lại cái kết cô đơn chẳng như mong mơ đã hứa. Oh no yeah, oh no, theo em thì ta vốn không hợp nhau. Người nào viết hết những giấc mơ giờ chôn dấu. Oh no yeah, oh no, thôi đưa hàng trăm lý do của em. Giờ thì đừng nói nữa hay bước đi thật xa. Yeah, yeah, yeah. Mọi thứ cứ thế lướt theo một cơn gió. Một ngày mới có lẽ với em là mãi mãi. Bỏ hết quá khứ có nhau thật lâu, thật lâu. Vì mình không yêu nhau thì giữ lại làm gì. Mọi thứ cứ thế lướt theo một cơn gió. Một ngày mới có lẽ với em là mãi mãi. Bỏ hết quá khứ có nhau thật lâu, thật lâu. Vì mình không yêu nhau thì giữ lại làm gì. Là vì mình không yêu nhau thì giữ lấy. Thì giữ lấy làm gì. Dạ, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Wow. Nghe xong là mất động lực để dẫn chương trình tiếp luôn rồi. Bây giờ chỉ muốn nghe nhạc thôi. Không muốn nói chuyện nữa. Thọ thấy thì sao nè? Em thấy là đúng như Lân nói là vì Lân không có giỏi nói chuyện cho nên là bạn sẽ chút những cái suy nghĩ đó vào bài hát, và những cái bài hát của Lân nó luôn thể hiện được những cái tâm sự rất là rõ ràng. Và em thấy nó có một cái chủ đề khá là thống nhất, ví dụ như bài vừa rồi hay bài em mới hát hay là bài vài câu nói khiến người thay đổi thì nó đều nói về những cái chuyện khó nói giữa người ta trong tình yêu, đúng không? Dạ, cho nên em khó thấy nói. là bạn đúng như nãy chị hỏi là hình tượng em muốn theo đuổi là gì thì đúng là bạn chỉ cần hát thôi. Bây giờ ai hỏi là hình tượng tôi là gì thì tôi cứ hát lên thôi, đúng không? Dạ vâng ạ. Nhưng mà cái đó là về cái chủ đề bài hát, nhưng mà Kim Thanh cũng nói thẳng là ngày hôm nay mới lần đầu tiên nghe Ready là hát live như thế này. Dạ. Có thể là em đã hát live ở rất là nhiều nơi và cũng có thể là post clip gì đó, nhưng mà thông thường là mọi người post chứ chị cũng không có tin.
Chị nói nhiều khi cũng xử lý rồi, ai biết được đâu. Cho nên là phải hát trước mặt chị mới tin. Và ngày hôm nay thật sự là nghe không có khác lắm so với cái bản phòng thu lúc nãy nha. Chị cũng ráng kiếm vài chỗ coi chỗ nào mà auto-tune cái này cái kia để đẩy lên. Nhưng mà thật sự là cái phần hát live của Grady rất là tốt. Và cái phần giọng gió của em là chị vốn rất là thích từ xưa đến giờ. Dạ em cảm ơn chị ạ. Nói chung là đây là một tài năng. Và thật sự là ST319 cũng đã nhìn thấy rất là rõ. Cho nên là cho bạn mở hàng cái phần debut so với các bạn khác. Mà em có bị áp lực là cái người mở hàng không? Dạ em thật sự áp lực lắm ạ. Mà kiểu em cũng chuẩn bị trước rồi. Thực ra cái sự solo của em cách đây rất là lâu, vài năm trước rồi. Lúc đó là Aiden có hỏi em là thế muốn solo không? Thì muốn cho em ra solo. Thế lúc đó kiểu em bảo dạ em chưa sẵn sàng lắm. Tại vì lúc đó nhóm của em còn vừa mới đầy đủ thành viên 5 người. Thì cái chặng đường nhóm của tụi em nó hơi trôi nổi. Dạ cho nên là em muốn là phải mình hoàn thành hết cái nhiệm vụ đó là mình hoạt động nhóm một cách trọn vẹn nhất và kết thúc nhóm một cách trọn vẹn nhất. Thì lúc đó mới bắt đầu sự nghiệp solo của mình. Và em nghĩ là bây giờ thì cũng là một cái thời điểm rất là ok. Tại vì em thấy là kiểu suy nghĩ của mình nó cũng bắt đầu nó đầy đủ hơn là ngày xưa. Ngày xưa em hơi bị thiếu suy nghĩ ạ. Dạ thực sự là em lúc trước em bốc đồng. Thì bây giờ em cảm thấy là ổn hơn, nghĩa là tuy mà là sâu trễ nhưng mà không sao cả. Ở trên thế giới cái nhóm nhạc hợp rồi tan là mình thấy rất là rõ đúng không? Mà ở Việt Nam thì hoạt động trong nhóm xong á thì Grady phải biết là cái thị trường của Việt Nam mình cũng chưa thật sự mở lòng cho nhóm nhạc. Nhiều nhóm ra đi mở rồi xong mà cũng đóng lại, và nói chung là đã làm nhóm nhạc thì rất là khó khăn. Cái guồng quay cũng như là nền công nghiệp âm nhạc của Việt Nam mình nó còn khá là, nói chung là còn khá nhỏ đó. Cho nên là cái đang thắc mắc là cái hồi mà em vào Monster thì chắc là lúc đó em cũng đã mường tượng được là ví dụ như thành công hay không thì nó đến một ngày nào đó rồi nó cũng sẽ đi theo cái đường là mọi người sẽ phải chia tay với nhau và em cũng sẽ phải tự bước trên đôi chân của mình đúng không? Dạ. Thì lúc làm nhóm thì thực sự em cũng có nghĩ tới điều đó, tại vì không có gì là mãi mãi cả. Và thực sự là khi mà nghĩ đến cái điều đó thì em chỉ muốn là ok, bây giờ nếu mà không có gì là mãi mãi thì cái hành trình mình đi nó phải trọn vẹn. Thế là được. Cho nên thì cho dù có chưa sẵn sàng hoặc là có dù mình có áp lực hay là dù như thế nào thì Kim Thanh cũng nghĩ là bản thân của Ray đi biết là trước sau gì mình cũng phải đi vô cái đường này. Vâng, đúng rồi. Và bây giờ là vừa, đúng không? Chứ không phải là quá trễ cũng như là không phải là quá sớm ha. Dạ vâng, đôi khi em hơi vội vàng nhưng mà đôi khi em cũng không sợ chậm lắm. Kiểu vậy. Hình như là ở trên cái page đã có một số câu hỏi đúng không Thọ ha? Có một số câu hỏi, đầu tiên là về cái bài Vài Câu Nói Có Khiến Người Thay Đổi. Thì một số bạn thắc mắc là tại sao Lân lại ngâm bài này đến 3 năm từ khi mà tung ra bản demo, thì có sợ bị móc không? Và cũng có bạn thắc mắc là có cái đoạn đâu đi để người ta, là tại vì chung á, cái đoạn đầu nó có thay đổi với cái đoạn demo thì tại sao? Ok, thì tại sao lại ngâm bài này đến như vậy á? Tại vì Quay đi nghĩ là nó cần phải được nhận lại những gì mà nó xứng đáng. Là Quay đi biết là khi mà Quay đi tung cái bản demo này ra thì mọi người đã hưởng ứng rất là nhiều, và Quay đi cảm thấy là nghĩa là cái thứ mà mình làm ra nó có ích với mọi người, và Quay đi cần phải làm cho cái bản hoàn chỉnh này. Nếu quay đi cần phải chuẩn bị rất là nhiều thứ đằng sau cái bản hoàn chỉnh này, để cho một khi mà nó tung ra thì nó sẽ được sống tiếp, chứ nó không phải là một cái vẫn là cái cũ và nó vẫn ở đó không. Quay đi chỉ muốn là những cái khúc của mình nó được sống thêm, có thêm thời gian để sống. Vâng,
chỉ như thế thôi, là cho nên là mình mới bỏ ra một thời gian rất là dài để mà suy nghĩ xem là bây giờ làm cách nào, làm cách nào, sản xuất như nào. Cái điều rất là khó khăn ở đây là làm sao mà giữ cho mọi người một cái cảm xúc như cũ, như demo, nhưng mà nó cũng không được là cái thứ cũ đó, nó vẫn phải có cái điều mới ở trong cái sản phẩm của mình. Thì mới giúp cho những người cũ họ ở lại và những người mới nghe họ cảm thấy thú vị hơn. Nhưng mà thường thì trong một cái sản phẩm mà debut của mình á, thì mình sẽ hay nhấn mạnh cái tính cá nhân của mình nhiều đúng không? Nhưng thì tại sao em và công ty lại chọn cái cách làm kết hợp với một ca sĩ khác, ở đây là Tình Linh? Thì thực ra cái bài hát này á, là mọi người cũng đã nghe từ rất là trước rồi. Bây giờ nếu mà em một mình em thể hiện hết tất cả mọi thứ lại như cũ thì Cree cũng nghĩ là nó cũng chưa có gì mới vậy. Tức là cái việc song ca là một trong những cái thứ mà để rất là mới bởi ở trong cái bài hát này. Tại vì bạn này bạn hỏi cái vụ mà cái đoạn đầu á, nó không giống như là cái hồi trước, nó khác bây giờ á, là bạn nói là bạn hơi thắc mắc là vì sao mình phải thay thế, tại vì cái theo bạn là cái đoạn đầu của demo nó hay. Cho nên là bạn nghĩ là đoạn đó nếu mà giữ lại nó sẽ tốt hơn á. Thì thật sự là Grady cũng có tính tới cái đường đó, cái đường mà các bạn sẽ thích cái vơ cũ hơn là cái đoạn mới, cho nên là Grady quyết định sẽ hát full cả bài cũ ở trong một show sắp tới. Và như đó sẽ là phiên bản acoustic. Để chiều lòng những bạn mà muốn nghe demo cũ. Và The Link là bên ST 31 chính chọn hay là em chọn? Do các bạn khán giả chọn. Đúng rồi, để em biết là trước khi công bố bài hát là có một cái cuộc khảo sát để chọn người sẽ fit với em đúng không? Nhưng mà thật sự ra là bản thân công ty, bản thân mình cũng có những cái option ở trong đầu chứ. Đương nhiên là em vẫn có cái mong muốn cuối cùng của em là như vậy. Nhưng mà em cũng không hiểu tại sao là mọi người vote ra y chang như vậy luôn. Là đúng cái ý của em luôn hả? Y chang luôn. Hay nhở? Mà cái thông tin của cái bài này đó là pre-debut, tức là chỉ là một cái, phải không? Dạ vâng. Tức là nó là một cái sản phẩm giống như là nhá hàng trước khi cái sản phẩm chính, đúng không Grady? Dạ vâng, đúng ạ. Thì em chia sẻ về cái đường hướng này chút xíu được không nè? Dạ, tại vì sao có pre-debut thì em chia sẻ luôn là vì em chắc chắn là em phải phát hành ra ca khúc này và câu nói, tại vì đây là một ca khúc mà mọi người đã đòi bản chính thức của em từ rất là lâu rồi. Có những bạn còn vào nhắn tin đe dọa em anh ơi anh không ra em sẽ thay đổi em sẽ thay đổi thì em thật sự là em rất là đón nhận những cái tình cảm đó của mọi người dành cho cái ca khúc này của em, và chắc chắn là em sẽ ra ca khúc này đầu tiên. Và cái sản phẩm, em nghĩ là sản phẩm debut của em nó không nên là một ca khúc cũ. Cho nên là ca khúc này sẽ là ca khúc pre-debut của em, và ca khúc debut nó sẽ là một ca khúc mới hoàn toàn. Đó thì Kim Thanh cũng biết mà, tại vì mới có gọi là nhá hàng, đâu có dạy gì tung liền cái sản phẩm mà gọi là đầu tư xịn sò nhất đâu. Bây giờ sau đó còn một cái MV tiền tỷ nữa đúng không? Dạ không dám, không có đâu ạ. Tức là làm tới đâu hay tới đó. Debut chính thức thì chắc chắn là phải hoành tráng rồi, phải làm cho mọi người phải wow lên. Và dĩ nhiên là khi mà debut đâu có thể nào mà kèm với một người được, phải một mình tỏa sáng thôi, chính xác không? Dạ vâng. Đó, nhưng mà ở trên Facebook các bạn hỏi này nè, không biết có ra full cái bản HD của vài câu nói có khiến người thay đổi hay không, mà một mình là Grady hát thôi đó. Tại vì muốn nghe bạn thể hiện từ đầu đến cuối thôi. Dạ, thì chắc chắn sẽ có. Khi nào em? Dạ, khi nào làm xong rồi có. Là bây giờ chưa làm hả? Dạ làm sắp xong rồi. Tại vì chị thấy thường thường mọi người tung ra cái chiến lược, ví dụ ra bài là đã có sẵn hết rồi, chứ ngày giờ bung ra thôi, chứ đâu có phải là phải bây giờ phải mày mò mới làm được đâu. Dạ tụi em cầu kỳ lắm ạ. Tụi em làm xong rồi cái giai đoạn hậu kỳ hoàn sao tụi em cũng hơi lâu. Nói chung là cũng
chắc là do cậu Toàn hay sao á, mà lúc nào em cũng trau chuốt. Dạ. Ừ. Nhưng mà họ có muốn nghe cái bây giờ thí dụ mà nói Ready hát nữa có kỳ không ta? Không. Thọ muốn nghe bài gì nè? Thật ra là câu bài hồi nãy là nghe bản audio rồi, thiệt ra là dạ. Nghe live cũng thích, mà thật sự là chị rất là thích cái bài Có hẹn với thanh xuân của nhóm. Nhưng mà cái bài đó thì là nguyên nhóm hát luôn. Dạ. Ví dụ mà em hát một mình thì nó sẽ như thế nào nhỉ? Thì dù hát luôn cho mọi người đó, mình dụ không, chị hỏi không, chị hát sao là bạn hát luôn chứ bạn không có trả lời đúng cái phong cách của bạn. Mà chị nghe nói như nè, chị nghe nói là em là một người rất là thích đàn và hát, em có thể đàn và hát bất kỳ nơi đâu, bất kỳ nơi nào, ví dụ là tập hợp bạn bè công ty lại với nhau, ai muốn làm gì làm thì em cứ hát thôi, đúng không? Dạ vâng ạ. Wow, hay ha, mai mốt công ty họp nhớ kêu mình đi. Mình nghe nhạc thôi, chuyên hát phục vụ các anh chị em. Và sau đây là Có hẹn với thanh xuân ạ. Dạ, mời mọi người. Từ đã xin quên lời. 2, 3. Gì ta? Cũng đã hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này. Cái từ lúc mà em nghe bài này lần đầu tiên á, xong đến hôm nay em nghe lại thì em vẫn có một cái thắc mắc mà chắc hôm nay là em sẽ phải hỏi. Tại rõ ràng trong cái bài hát này nghe là mình thấy là cái chàng trai này vẫn còn yêu cái cô đó, đúng không? Cái cách hát cho đến cái nội dung còn yêu. Cho nên rất thắc mắc là ngày mai anh phải đi, thật ra là em muốn người đó đi đâu? Là anh phải đi du học hay là phải đi lập nghiệp hay là anh phải đi nghỉ vụ? Thực ra là cái... Đối với em thì kiểu nhiều khi á, có những cái thứ tình cảm mà gọi là mình vẫn có tình cảm, mình vẫn yêu á. Nhưng mà đến một lúc thì nó lại tách ra, kiểu mặc dù khi mà nghĩ lại thì em vẫn còn cảm xúc ở đó, vẫn còn rất là nhiều những thứ mà những cái cảm xúc mà nó để lại ở chỗ đó. Nên là cho dù có là chia tay cách xa nhau thì người ta cũng đã từng là một cái phần thanh xuân rất là tươi đẹp của em, thì cái bài hát chia tay như vậy nhưng mà em vẫn khiến cho mọi thứ trở nên dễ thở hơn một tí. Chị thắc mắc là cái bài này là em viết về chuyện tình cảm của em hay là của ai đó trong nhóm, hay là tức là cái hoàn cảnh sáng tác bài này là như thế nào á? Dạ, bài này là em viết tặng cho các bạn fan của em. Là bài hát gọi là bài hát cuối cùng của nhóm em. Tại vì các bạn fan của em đã chờ đợi tụi em ra nhạc rất là lâu rồi. Và kiểu em tặng các bạn một lời gọi là... Tất cả bọn em muốn gửi đến các bạn một lời gọi là gì đó? Lời tạm biệt à? Một lời tạm biệt nhưng mà vẫn sẽ gọi là đẹp nhất, vẫn xem các bạn là một cái phần thanh xuân của tụi em chứ không phải là một cái lời như tụi em tan rã, nhưng mà tụi em không có bất kỳ cái điều gì vướng mắc hay là buồn tiêu cực gì ở trong đó cả, rất thoải mái. Dạ. Tức là cái cô gái ở trong cái bài hát Có hẹn với thanh xuân chính là các fan. Dạ vâng. Chứ không phải là cô gái yêu đương nào cả. Dạ. Nhưng mà tức là hồi đó khi mà công ty xác định là Monster sẽ dừng cái hành trình của mình tại đó, dĩ nhiên là cái thông tin mật ở trong công ty cho nên là chưa leak ra bên ngoài, thì Aiden mới nói em là do Monster sắp tan rã cho nên là em hãy viết một cái bài để tạm biệt mọi người đi, hay là như thế nào? Thực ra cái bài hát cuối cùng này là tụi em xin, tụi em quyết định là thì bây giờ nghe cái sự dừng lại của nhóm tụi em là cũng đã lường trước được rất là lâu rồi. Nhưng mà tụi em họp lại với nhau, họp với Aiden,
tụi em xin giờ làm nốt thì nốt bài cuối, chứ không lẽ bây giờ em đi nghĩa vụ về xong nhóm tan rã xong thấy kỳ quá, các bạn đợi tụi em rất là lâu rồi, dù gì cũng phải làm nốt bài cuối. Thế em chả hiểu sao Aiden chơi lớn luôn, làm MV rầm rộ luôn. Nên là tụi em rất là vui. Ít ra là cái lúc mà tụi em gọi là tan rã xong rồi, tụi em vẫn có một cái album. Và em rất là cảm ơn công ty vì đã tạo cho tụi em một cái kỷ niệm rất là đẹp như vậy. Tức là cái thời điểm mà em đi nghĩa vụ về là hồi đó Covid chưa nhỉ? Dạ, em đi nghĩa vụ được một năm là một năm sau Covid bùng lên. Là lúc mà em về là em vừa về trong cái năm đó là em bị nhốt trong nhà vì Covid luôn. Gì đi lắm. Một cái thời điểm thật sự là rất là khó khăn đúng không? Dạ. Và với một người mà cảm giác là hơi hướng nội như là Grady thì khoảng thời gian đó vất vả lắm không? Dạ, cái khoảng thời gian đó em mới biết được là mình hướng nội chứ. Bình thường em nghĩ là mình hướng ngoại nhiều hơn. Nhưng mà hướng ngoại với kiểu hành động á, kiểu chứ không phải là phải nói nhiều hay là gì cả. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian Covid đó, tự nhiên em bắt đầu em quan sát bản thân mình nhiều hơn. Em thấy được những cái luồng suy nghĩ ở bên trong của mình rất là mạnh mẽ. Thì em nghĩ cũng là một cái hay, một cái thời điểm mà để mình hiểu rõ hơn về bản thân của mình như thế nào, đang ở đâu và đang thiếu cái gì. Bây giờ để nhớ lại thì Kim Thanh không nhớ là lúc đó mình công bố ra MV trước hay là mình công bố tan rã trước nhỉ? Như là tụi em ra MV trước. Ra nguyên cái MV rồi mới công bố tan rã đúng không? Dạ vâng ạ. Thì tại vì chị nhớ là khi mà chị xem cái MV có hẹn với Thanh Xuân. Không hiểu sao nha. Ở đó có thể là cái lời hát hay là về cái giai điệu hay sao chị không rành. Ngoại trừ cái chuyện là thích bài hát, nhưng mà thú thật là hồi đó là chị mới xem cái MV lần đầu là chị khóc. Mà chị nói ủa tại sao một cái bài nó cũng buồn nhưng mà nó cũng không phải là quá sầu não, mà tại sao mình lại buồn khi nghe bài này quá. Đó thì hình như là vậy là lúc sau đó khi mà bên phía mình thông báo là mình tan rã đó là bắt đầu chị mở MV là chị xem lại nữa. Thì bắt đầu là cảm xúc của mình rất 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 là khác luôn. Ngoại trừ cái phần tình cảm dành cho cái phần MV các bạn làm rất là ý nghĩa, ngoại trừ cái bài hát nó hay, thì thú thật là những người mà theo dõi mảng văn hóa giải trí đó, mọi người rất là quý các nhóm nhạc. Tại vì biết là ở thị trường Việt Nam không phải là một cái thị trường mà để cho nhóm nhạc phát triển tốt. Thành ra nếu mà có nhóm nhạc nào hoạt động thì phải nói là chúng tôi rất là mừng, bởi vì nó làm cho thị trường đa dạng, chứ một cái thị trường chỉ toàn ca sĩ solo không thì chán lắm. Đúng rồi. Đó. Nhưng mà mình cũng biết là trời, nhóm nhạc thì tiêu tốn chi phí quá nhiều, mà bây giờ là để thu lại vốn thì rất là khó. Nhưng mà mọi người vẫn nghĩ là trong tất cả các công ty á, thì ST319 là một công ty rất mạnh đúng không Thọ? Đó, ST319 mọi người vẫn nói là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, là ST319 không thiếu gì cả. Thành ra là cho dù mình biết là Minstar cũng trời cũng sụt, có những cái giai đoạn mà mình nói thấy nhóm im ắng quá, không biết là liệu sẽ như thế nào, có thể cũng là tan rã đây, rồi Covid mình nói là có thể là Covid nó cũng trì hoãn nhiều thứ, nhưng mà cũng có thể là sau Covid sẽ ổn trở lại, rồi thấy thông tin về MV mới đó, cho nên là khi mà biết Minstar tan rã thì nhiều người buồn lắm, mà Kim Thanh cũng cực kỳ là buồn. Đó. Thì tính ra bây giờ mình cũng đâu còn nhiều nhóm đâu, một vài nhóm lẻ tẻ, nhưng mà các nhóm hầu như cũng hoạt động cầm chừng á, gần như là không có thông tin, không có sản phẩm gì luôn. Đó thì phải nói là rất là buồn. Thì chia sẻ với Grady một chút xíu cảm xúc cá nhân, thì ở trên đây hình như hồi nãy có một cái câu hỏi về công ty đúng không Thọ ha? Hình như là ST319 dành tình cảm ưu ái gì cho Grady như thế nào đó. Thọ đọc coi. Nghe nói bé Lân đang được cưng trong nhà chung lắm, mong bé không vì thế mà chủ quan, nhưng vẫn hóng bé ra bài 2 triệu 1. Thì cái này không rành lắm, thì cái này có thể là fan cứng của Monster, cho nên là những cái thông tin này thì Kim Thanh lại không rành, thì em có thể chia sẻ thêm.
Câu đầu tiên là nghe nói được cưng lắm hả? Sáng cười. Được cưng thích sao ha? Nhưng mà mình cảm thấy là đúng là mọi người cưng mình thiệt. Nhưng mà mình thấy cũng đúng mà. Tại vì mình đã dành rất là nhiều tình cảm cho tất cả mọi người rồi, thì việc mà mình trao đi, mình được nhận lại thì đó là điều bình thường. Ừ. Và Grady nghĩ là cái khoảng thời gian qua nó làm cho Grady biết là mình đang ở đâu. Chứ không phải là được cưng xong rồi mình sẽ nghĩ là mình đang ở chỗ khác. Không phải, mình đang vẫn đang ở mặt đất, hai chân mình vẫn đang chạm. Và thật sự là Grady kiểu cái bắt đầu cái con đường solo này á, thì mọi người cho Grady thấy được là mọi người rất là quý và rất là thương Grady á, thì để tạo cho Grady cái động lực để mà bước ra solo thôi. Chứ cái con đường solo thật sự á, mình cần phải làm bằng cái khả năng của mình, chứ không phải là đấy, không phải là sẽ nghĩ cái gì khác đâu. Mọi người yêu thương để cho mình động lực thôi nhé. Được cưng thì cũng mình đi như nào thì cũng tùy vào khả năng của mình chứ. Được cưng thì tốt. Được cưng thì tốt mà. Nhưng mà dĩ nhiên cũng phải làm được như tới cỡ nào, chứ cưng quá mà cuối cùng làm không được thì chắc cũng hết cưng à. Đúng rồi. Trời này thực tế nha. Nói chung là liên quan đến tiền bạc thì cũng phải kỹ một chút xíu. Rồi. Rồi, còn cái bé hóng ra bài 2-1 gì là sao nè? Không à, cái bài đó là cái bài mà ngày xưa Grady ở trong bộ đội Grady viết cái bài đó. Bài đó nó là 2-1 bằng 0, chỉ đơn giản là một cái chủ đề là hai người nhưng mà không có em nữa thì tất cả cũng bằng 0. Chữ như thế đấy, may mọi người thích bài hát đó. Thì đó là bây giờ bạn hóng ra chính thức kìa. Bạn hóng ra chính thức á. Grady cũng có suy nghĩ trong đầu là sẽ ra chính thức bài hát đó. Nhưng mà không biết bao giờ. Ra 2-1 bằng 0 xong mới mốt ra 2-1 bằng 4 ha. 4 Ừ. Thì kiểu mà hai người chia tay bốn người hạnh phúc đó em. Rồi quá đã. Thì đó. Thế tại 2-1 bằng 0 là nó buồn rồi. Thì mình sẽ ra lại là 2-1 bằng 4 do mọi người đều vui. Thì nhân tiện bạn hỏi về ST319, về công ty á. Dạ. Thì bây giờ ngày hôm nay đâu phải dễ để bắt em qua đài được đâu. Cho nên là bắt qua hỏi luôn. Nói xấu. Không phải nói xấu, trời ơi. Bên ST319 là quyền lực quá rồi. Xịn sò quá rồi. Đâu có ai nói xấu gì được đâu. Dạ. Em thấy như thế nào là ví dụ như bây giờ là ở Việt Nam mình, thiệt ra là ví dụ như là một cái người mà quản lý một nghệ sĩ là nó rất là nhiều. Nhưng mà để một cái công ty thật sự mà đầu tư cho một nghệ sĩ hay là một nhóm nhạc mà theo quy trình cực kỳ chuyên nghiệp á. Kiểu như ST319 thì thật sự là không có nhiều lắm đâu. Thế thì em cảm nhận như thế nào khi bây giờ em vẫn tiếp tục đầu quân ở solo ở đây? Nghĩ như thế nào á? Em đặt hết tất cả niềm tin của mình vào mọi người, vào ekip của em. Tại vì em đã ở với mọi người rất là lâu rồi. Em đi theo Aiden từ lúc em 15-16 tuổi á. Nhỏ xíu. Em nhớ lúc đó là tính của em cực kỳ bướng nha. Kiểu nghệ sĩ tính, kiểu lúc nào cũng dễ nảy lên. Đó. Thì tất cả mọi người đều chịu đựng cái điều đó và dạy em khôn lớn tới tận bây giờ. Và em nghĩ là mình nên tin tưởng họ, tại vì họ cũng đã tin em rất là nhiều, kể cả khoảng thời gian em đi nghĩa vụ. Mọi người rất là quan tâm, đến lúc em về vẫn ở đó, mọi người vẫn ở đó. Em cũng giành lại cái niềm tin của mình thôi. Như vậy. Với cả một phần nữa là tìm được một ekip mà hợp với mình thật sự rất là khó. Khó lắm. Thì em không muốn đi đâu. Chưa kể nữa ST319 là kinh tế cũng rất là khá giả đúng không em? Thấy vậy thôi.
thật sự là so nhìn với nhiều bề ngoài nó thế. Ờ, so với nhiều bên thì thấy bề ngoài vậy là ít ra nó cũng hơn được cái bề ngoài em. Tức là những cái sản phẩm được đầu tư rất là chỉnh chu này kia, còn những cái bên khác mà mình thấy là chắc gì ra những cái sản phẩm được đầu tư tới mức đó đúng không? Dạ. Ừ. Thì bởi vậy cho nên thì cái hồi mà Minstar tan rã đó và nghe cái đọc cái phần thông tin đó là các thành viên của Minstar sẽ tiếp tục hợp tác với ST319 thì Kim Thanh cũng cảm thấy vui á. Tức là sao, là nó không phải là một cái, tức là mình dừng lại cái cuộc chơi này để mình tiếp tục một cái cuộc chơi khác, chứ nó không phải là một cái sự chia ly. Ừ, tại vì mỗi người vẫn ở bên nhau ở trong công ty. À, biết đâu sẽ hỗ trợ em trong những cái chặng đường về sản xuất cái này cái kia về sau này. Đấy, em xin kể luôn đó là anh Đạt, anh Jay, Jay trong nhóm của em á, thì sau khi mà tan rã thì anh Jay chuyển sang làm âm thanh. Thì cái bài hát Vài Câu Nói Có Khiến Người Thay Đổi này, anh Jay là người bấm thu cho em, là người tham gia sản xuất ca khúc này chung với em. Rất là yêu quý anh Jay. Sau này cứ lâu lâu cái mọi người tập hợp cùng với nhau hát bài hay bài tặng fan kiểu vậy đó. Còn bình thường cứ đi solo thì cũng được. Nhưng mà muốn hỏi thêm về ST319 một xíu, cũng như là cái chặng đường sắp tới của Grady. Một cái công ty á, mà cho dù ở thực tế bên trong như thế nào, như Grady nói là đâu ai biết được đúng không? Em ở trong công ty em mới biết, nhiều khi chưa chắc em biết đâu. Đó. Rồi, chưa chắc. Đó. Nhưng mà như chị nói là ở bên ngoài luôn đánh giá ST319 là một công ty thứ nhất là rất là chuyên nghiệp. Làm việc đâu ra đó rất là đàng hoàng, những cái sản phẩm rất là đầu tư, có chiến lược, và đầu óc của các bạn rất là ghê gớm. Thành ra là các bạn tính đầu là có thể là nắm chắc phần thắng đó. Thành ra là khi mà em ra cái bài hát này đó, thì chị cũng có trò chuyện với vài đồng nghiệp. Thì có nói là mọi người thấy là bây giờ Grady ra riêng rồi đó, mọi người dự đoán là bé này sẽ ra sao, liệu có thành công hay không. Công ty thì có Amy rất là thành công rồi, bây giờ thì Grady có thể thành công kiểu như vậy nữa hay không, là gương mặt nam. Thì mọi người nói nếu mà ST319 thì mình phải chắc là cái khả năng thành công nó rất là cao. Tức là nghe một cái bài hát, mặc dù cái bài Vài Câu Nói có khiến người thay đổi không phải là một cái bài hát đại trà đâu nha. Có nghĩa là các fan của Minstar hay là những người quen này nọ, hoặc là các fan của Tờ Linh có thể thích, nhưng mà để là cái bài hát nó thật sự là đại trà ra mọi người cùng thích á, nó không phải dòng nhạc đó. Nhưng mà mọi người vẫn đánh giá là sắp tới thì Grady sẽ là một nhân tố sáng của thị trường âm nhạc, bởi vì có một cái bệ đỡ cực kỳ vững chắc của một ekip rất 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 là mạnh ở phía sau. Thì em suy nghĩ như thế nào về điều đó? Dạ thì em cảm thấy mình là một người may mắn. Đầu tiên thì em thấy mình là một người may mắn đã. Còn cái việc mà âm nhạc có đại trà hay không hay không đại trà, thật sự là em không có quan tâm đến điều đó lắm. Em nghĩ là cái việc mà âm nhạc mà em làm ra, kể cả tất cả mọi người làm chung với em, thì cũng chỉ mong muốn đó là cảm xúc chạm với cảm xúc. Em muốn làm ra một thứ mà nó chạm vào cảm xúc của em, cái thứ mà nguyên thủy nhất ở trong con người của em. Khi mà em rung cảm được với cái điều đó rồi, với thứ âm nhạc đó, rung cảm được, thì em nghĩ là nó sẽ chạm được với mọi người. Tại vì em thì em nghĩ là bản thân của mình cũng giống như nhiều người khác thôi. Mỗi người đều khác nhau ở chỗ nào đó, nhưng mà sẽ có điểm chung với nhau, đó là những cảm xúc đều như nhau, con người với con người mà. Thì em sẽ đánh vào cảm xúc. Âm nhạc của em là một luồng cảm xúc. Và nếu như mà mình nghe, mình bỏ hết tất cả những định kiến hay là những khuôn khổ, chỉ cần lắng nghe thôi, thì em nghĩ nó sẽ chạm vào đúng cái cảm xúc đó. Dạ, vậy là được ạ. Nhưng mà chị đang hỏi cái ý này nè. Cái ý của chị là Grady có cảm thấy là phía sau của mình là ST319 thì kiểu gì mình cũng thành công đây, kiểu vậy á. Grady không nghĩ tới điều đó. Không nghĩ tới điều đó luôn. Tại vì từ
trong cái quá khứ đến hiện tại thì Grady cũng đã có những cái lúc, những lúc mà kiểu lên xong những cái lúc chìm, những lúc lên những lúc chìm, kiểu vậy, đoạn lắng đoạn nổi, nó có rất là nhiều những cái lúc đó. Và Grady nghĩ là mình không cần phải nghĩ là à, tương lai như thế nào mình sẽ rất nổi tiếng hay như thế nào cả. Chỉ là ở hiện tại mình đang thiếu cái gì thì mình tiếp tục trau dồi. Và cái mục đích của Grady đó là vẫn là âm nhạc. Những thứ mà em học hỏi, những thứ hiện tại em đang bắt đầu học hỏi thì nó sẽ bổ trợ cho âm nhạc của em sau này thôi. Dạ, chứ em không nghĩ đến cái việc là ở mai mình sẽ thành công hay như thế nào cả. Nhưng mà em đang thiếu gì? Em đang thiếu cái gì á? Em đang thiếu rất nhiều thứ luôn. Ví dụ nha, hình thể của em trong lờ đờ lù gù tại vì em đánh đàn nhiều á. Cho nên là cái người của em nó bị khom như vậy nè. Nó bị khom xuống á. Lưng nó bị cong á, vậy em tập thẳng lưng này. Đó, xong rồi giờ để viết nhạc lại thì em cần phải đọc sách nhiều nè, để mà trau dồi khả năng ngôn ngữ của mình. Chứ một khoảng thời gian dài em không đọc sách thì bây giờ em không nạp vào thì em tuôn ra kiểu gì, giờ cũng không biết cách tuôn ra như nào. Đó, thì phải đọc sách lại, cũng phải nghe nhạc lại nhiều nè, để mình cập nhật được xu hướng âm nhạc bây giờ như thế nào. Đó, có rất là nhiều thứ em cần phải tiếp tục à. Kiểu như vậy. Hỏi anh Thọ nè, ví dụ như anh Thọ nhìn Grady nè, anh Thọ thấy là một người như vậy, giờ debut như vậy, thì anh Thọ cảm thấy là có nên thêm bớt gì hay không, cái nào phát huy, cái nào hạn chế lại là cái nhất. Cái thứ hai nữa là anh Thọ có đồng ý với lại Kim Thanh đó là ST Bông 19 đứng sau thì kiểu gì cũng thành công không? Nữa hả? Không, em chỉ thấy là rõ ràng là trong cái cách nói chuyện của Grady với những cái bài hát của bạn thì bạn có một cái tự tin rất là lớn về cái khả năng âm nhạc cũng như là cái con đường mà mình chọn. Cho nên em nghĩ là cái việc mà ai nói Grady thiếu cái gì nó không quan trọng bằng việc bạn tự nhận biết bạn thiếu cái gì và bạn cố gắng cái đó, thì em thấy cái đó là cái đủ rồi với một nghệ sĩ. Và em cũng tin là có một chính đằng sau thành công, cho nên nếu mà Grady càng tin vào cái đó thì bạn sẽ càng tự do trong việc phát triển bản thân mình thôi, không cần để ý quá nhiều những cái nhận xét của người khác. Mặc dù đôi khi người ta nói là đối với tôi điều đó không quan trọng, hay là tiền bạc nó chỉ là phương tiện phải mục đích hay là cái gì gì đó, nhưng mà thật sự là Grady ở trong lĩnh vực âm nhạc này, bạn có thể thấy rõ ràng là một cái sản phẩm khi mà bạn có ý tưởng tốt mà cái phương cách bạn thể hiện không tốt thì nó cũng rất là khó nhận được cái sự đồng điệu từ khán giả, đúng không? Mà khi mà có tiềm lực tài chính hoặc là một cái ekip rất là sáng tạo, có ý tưởng tốt và một cái đội ngũ hùng hậu ở phía sau ủng hộ mình thì đó là một cái lợi thế của mình so với rất là nhiều bạn khác, đúng không? Dạ đúng. Thì đó là những điều mà chị đang muốn nói với em, là em đang có rất là nhiều lợi thế nhưng mà cũng có thể sẽ là một cái áp lực cho em. Thì đúng là em cảm thấy mình may mắn thật. Nhưng mà về áp lực thì em nghĩ là áp lực từ chính mình nhiều hơn. Em thấy em có áp lực từ bản thân của mình nhiều hơn. Nên em tự đặt kỳ vọng vào bản thân của mình, chứ cũng không đặt kỳ vọng vào gì ở đó bên ngoài. Kiểu thế. Nhưng mà em có thể chia sẻ không ha? Cái này không biết là em có bảo mật gì không, nhưng mà thật sự công ty có đặt KPI cho em không? Ví dụ như là MV pre-debut, tức là nhá hàng á, vài câu nói có khiến người thay đổi, ít ra là nó phải nhận được cái hiệu ứng cỡ như thế nào, về cái mức ủng hộ mọi người hoặc là về view hay là cái gì đó hay không, tức là bản thân em cũng phải đáp ứng được một cái mức độ nào thì cái sản phẩm tiếp theo nó sẽ ở một mức độ nào, hoặc là thành công nhanh chóng thì cái sản phẩm tiếp sau nó lẹ lên, còn nếu không thì có thể từ từ hoặc là cái gì đó hay không? Dạ không, không có. Đó giờ em không bao giờ nghe ai định đặt KPI cho em. Chưa bao giờ. Em nghĩ là em đi một con đường khác. Em không biết, chắc là em nghĩ là ai định cảm nhận được điều đó. Em sẽ đi một con đường khác. Nhưng mà cái việc thí dụ như là một cái sản phẩm mà khi đã quyết định cùng làm, cùng công ty làm, thì tức là nhiều con người cùng làm với mình, thì anh hiểu cái việc là có thể Aiden không đặt KPI cho em ở đó, nhưng mà cái công đoạn
em có phải mất nhiều thời gian hay công sức để thuyết phục Aiden là em muốn làm cái bài này thay vì cái bài khác không? Hoặc là ví dụ như là em phải chiều theo ý của ekip, tức là âm nhạc của em như thế này, nhưng mà Aiden nói là thật ra là em pre-debut là em phải thế này. Đó, có những cái lúc mà mình với lại ekip không có đồng quan điểm. Đó, sẽ có những cái lúc đó. Thì thực ra là em với lại Aiden, ekip thì em làm việc nhau rất là lâu rồi. Nên trong những cái lúc đó thường thì em sẽ nói thẳng với nhau. Nói ra hết. Xong rồi ở bản thân em thì em cũng rất là dễ kiểu chấp nhận nếu như mà em cảm thấy hợp lý. Có lý thì chấp nhận. Bản thân Aiden cũng thế. Aiden cũng là một người rất là logic, nên là cái gì mà ok hợp lý thì Aiden cũng ok thôi à. Nên là em nghĩ cái đó là cái điểm hài hòa giữa em và ekip á. Làm lâu đến tận bây giờ là cái lý do vì sao mà em tiếp tục với ST319. Tức là cũng thông cảm và chia sẻ, thấu hiểu lẫn nhau. Dạ đúng rồi. Em cũng hay sang nhà Aiden, xong rồi Aiden cũng hay cho nghe nhạc thế này thế kia. Và em cũng chia sẻ âm nhạc thế này thế kia, xong kiểu vậy mọi người hiểu nhau. Cũng rất là khó để có thể được xây dựng ekip mà giống như một người nhà như vậy. Thì thật ra là thời lượng cũng hết rồi, cho nên thì phải nói lời tạm biệt với Grady tại đây. Và rất là hy vọng là cái sản phẩm debut chính thức của Grady mình không có tiết lộ được khi nào, đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Tại vì em hay kiểu trong quá khứ nha, trong cái lúc mà Monster thì em hay kiểu đặt sẵn ngay. Xôi cô không làm kịp. Lùi ngay, xong bị các bạn comment vào, các bạn la quá trời luôn. Thế là từ đó tụi em không có, bây giờ tụi em làm xong rồi, bắt đầu tụi em mới hẹn ngày. Thì thôi, chờ tới khi đó đi. Và rất là hy vọng là cái sản phẩm debut mà thật sự là một cái tác phẩm solo, để xem là chắc chắn là cá tính, con người, âm nhạc và mọi thứ của em, là em muốn cho mọi người thấy em như thế nào nhiều nhất, thì nó sẽ là ở trong cái sản phẩm lần đó nhiều nhất, đúng không? Đó, thì hy vọng là chị sẽ thấy được cái điều đó thật sự trọn vẹn trong cái sản phẩm sắp tới nha. Và cảm ơn Grady rất nhiều nha.